các sư phụ đang còn thuốc đưa các đồng chí đại biểu cho toàn thể các chí và các bạn được sự ủy quyền của giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tôi xin công bố cái quyết định của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận cái ban vận động của câu lạc bộ dù lượn Việt Huy Yên Bái. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch số 95 ngày 11 tháng 5 năm 2018 quyết định về việc công nhận ban vận động câu lạc bộ dù lượn Việt Huy Yên Bái. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái căn cứ vào luật du lịch số 09 2017 ngày 19 tháng 6 năm 2017, căn cứ vào nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, nghị định số 33 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Căn cứ vào thông tư số 03 ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45 và nghị định số 33 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 45. Căn cứ vào quyết định số 42 ngày 4 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, xét đề nghị của trưởng phòng quản lý du lịch, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao quyết định điều 1 công nhận ban vận động câu lạc bộ dù lượn Việt Huy Yên Bái gồm các ông bà có tên sau đây: 1. Ông Hoàng Mộc Long, giám đốc công ty cổ phần đào tạo và hợp tác quốc tế làm trưởng ban; 2. Bà Trần Thị Thúy Lưu, phó trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, phó trưởng ban thường trực; 3. Ông Vũ Tuấn Dũng, giám đốc công ty cổ phần truyền thông và giải thông minh, phó trưởng ban; 4. Ông Phạm Quang Tuấn, công ty du lịch Việt Á làm ủy viên; 5. Ông Đinh Công Phương, chuyên viên phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm ủy viên; 6. Là ông Nguyễn Ngọc Linh, tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm ủy viên; 7. Là ông Nguyễn Việt Hà, công ty làm ủy viên. Điều 2. Ban vận động thành lập câu lạc bộ dù lượn Việt Huy Yên Bái có nhiệm vụ vận động các công dân tổ chức đăng ký tham gia câu lạc bộ, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập câu lạc bộ, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc vận động và chuẩn bị thành lập câu lạc bộ, định kỳ báo cáo tiến độ công tác vận động và chuẩn bị thành lập câu lạc bộ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Ban vận động thành lập câu lạc bộ dù lượn Việt Huy Yên Bái tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Tránh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao, trưởng phòng du lịch, trưởng các phòng chức năng có liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, giám đốc Lê Thị Thanh Bình đã ký. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả các thành viên của ban vận động câu lạc bộ chúng ta lên phía trước ra mắt